7 bí mật phụ nữ không bao giờ tiết lộ với đàn ông. Bí mật số 1: phụ nữ không thích tiết lộ về sở thích tình dục. Não bộ của con người thường chứa đựng những điều khá ngạc nhiên. Những hình ảnh tưởng tượng, nhảy múa, sự tự do, khả năng sáng tạo. Điều đó cũng tạo nên những giấc mơ cho chúng ta. Nhất là phụ nữ, họ lại càng hay mơ mộng và tưởng tượng. Sở thích chăn gối cũng là một trong những điều giống như giấc mơ khi bạn tỉnh dậy. Những thứ bị cấm đoán hàng ngày nhiều khi lại hiện lên trong giấc mơ, cũng như trong sở thích tình dục của nữ giới. Phụ nữ thật kỳ lạ, họ có thể thể hiện cảm xúc của mình một cách tuyệt vời, nhưng lại thường che giấu mong muốn của mình. Điều này đặc biệt đúng khi nói tới sở thích của nữ giới trong chuyện yêu. Họ khá e dè khi nói về những mong muốn của mình trong tình dục. Mà điều này tất nhiên rồi, cần có sự thấu hiểu từ phía các đấng mảnh sâu. Bí mật số 2: phụ nữ muốn đàn ông chủ động. Đây là một điều rất quan trọng. Phụ nữ không thích là người chủ động trong mọi kế hoạch với đàn ông. Tuy nhiên, họ không bao giờ nói ra điều này với bạn. Và nhiệm vụ của bạn là đoán biết điều đó, chủ động hơn trong mối quan hệ để giúp tình yêu thăng hoa. Khi một người đàn ông chủ động, điều đó có nghĩa anh ấy là người rất chu đáo và tinh tế. Một bác sĩ tâm lý cũng đã từng dành lời khuyên cho phái nữ rằng, cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu, người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn. Còn một lý do nữa khiến cho phụ nữ rất thích những chàng trai chủ động với mình, bởi điều này chứng minh được các chàng trai thật lòng với họ, muốn cố gắng, nỗ lực để có được họ. Bí mật thứ 3: phụ nữ muốn nhận được điều bất ngờ thường xuyên từ người đàn ông của mình. Tất cả phụ nữ đều muốn đón nhận những điều bất ngờ từ người đàn ông của mình. Hãy tạo ra nhiều bất ngờ, thường xuyên càng tốt. Đó là điều mà phụ nữ luôn thầm mong mỏi từ người đàn ông của mình. Dù cho đó chỉ là một món đồ nhỏ nhắn, cũng khiến phụ nữ cảm thấy bạn thật ngọt ngào và thấy mình được yêu thương. Bất ngờ được hiểu như là điều đột ngột xảy ra ngoài sự mong đợi hay ngược với chủ liệu. Chúng cứ đến rồi đi để định hình con người là ai, làm gì. Có những bất ngờ, cuộc đời mỗi người có những khoảnh khắc ngọt ngào hay đắng đót, nhưng đầy hương sắc để không ai giống ai. Bí mật thứ 4: họ lo sợ người phụ nữ khác thu hút người đàn ông của mình hơn họ. Đó là một nỗi lo sợ tiềm ẩn trong tâm trí hầu hết phụ nữ. Lý do này rất đơn giản. Tất cả chúng ta luôn muốn thứ mà chúng ta chưa có được. Vì thế phụ nữ luôn sợ người phụ nữ khác hấp dẫn hơn sẽ khiến trái tim chàng lạc lối. Đối với họ, không gì tồi tệ hơn bằng việc này. Đối với những người vợ mà nói, bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện quanh chồng mình cũng đều đáng lo sợ, cũng đều là những mối quan hệ nhạy cảm. Họ chẳng có lý do nào để ngăn cấm chồng mình tiếp xúc với nữ giới, nên việc họ chỉ có thể làm là lo lắng, bất an, thậm chí là ganh tuông. Bí mật thứ 5: phụ nữ luôn muốn sự chân thành của người đàn ông. Phụ nữ luôn muốn đối tác của mình cởi mở và chân thành. Họ không thích bị lừa dối. Họ có thể tha thứ cho bạn nhiều lỗi lầm, nhưng với nói dối thì không. Có thể không nói ra, nhưng phụ nữ luôn muốn đàn ông thể hiện sự chân thành của mình. Họ muốn người đàn ông của mình luôn để ý và quan tâm tới bạn từ những điều nhỏ nhất. Chàng sẽ khiến bạn cảm thấy rất được bao bọc và bình yên bên chàng. Bao nhiêu bão tố ngoài kia đều được chàng che chắn cho nàng hết. Khi nàng ốm, chàng sẽ chạy xe hàng chục cây số để ở ngay bên cạnh bạn và chăm sóc cho bạn. Nếu bạn là một người hay quên, chàng sẽ là cái máy nhắc nhở bạn, và đôi khi còn bỏ sẵn vào giỏ của bạn từ lúc nào không hay. Khi ra đường, chàng sẽ luôn để cho bạn đi ở phía trong, còn chàng thì ở phía ngoài để nàng không bị đụng xe. Khi nàng than đói, sẽ không ngần ngại mưa gió mà đem đồ ăn tới cho bạn. Khi anh ấy yêu bạn thật lòng, lúc bạn vui thì anh ấy cũng sẽ vui. Bạn buồn thì anh ấy cũng không thể vui nổi.
chàng sẽ tìm mọi cách để khiến cho bạn vượt qua nỗi buồn đấy bằng những cử chỉ và lời an ủi thật là đáng yêu đấy. Bí mật số 6, phụ nữ không thích tiết lộ những mối quan hệ trong quá khứ. Tình yêu, dù được đánh giá trên sự tin tưởng thì mỗi người đều có một khoảng trời riêng, có những bí mật không bao giờ muốn tiết lộ. Phụ nữ không muốn tiết lộ số bạn trai đã từng có trước đây. Nếu phụ nữ có nhiều bạn trai, cánh đàn ông sẽ đánh giá họ là cô gái lẳng lơ, và ngược lại, họ cho rằng phụ nữ đoan chính hơn khi có ít tình cũ. Do đó phái đẹp không bao giờ muốn tiết lộ số bạn trai mà họ đã từng yêu trong quá khứ. Ngay cả khi họ kể về người tình cũ thì họ cũng không kể quá chi tiết về thời gian ở bên anh ta. Họ giữ bí mật đó không có nghĩa là họ lừa dối người yêu hiện tại của mình, mà nó chỉ giúp bạn không phải gặp những rắc rối không cần thiết. Trong thực tế, không ít cô gái tỏ ra ân hận, thậm chí đau khổ dằn vặt tới mức mất ăn mất ngủ chỉ vì đã chót dại thật thà khai báo với người yêu hoặc chồng về những mối quan hệ yêu đương của mình trong quá khứ, nhất là quan hệ tình dục. Tưởng làm như vậy là tỏ ra thiện chí, là thật thà, sẽ khiến chồng tin yêu mình hơn. Ngờ đâu, ngay sau những lời bộc bạch tâm huyết của vợ, đa số trường hợp đàn ông đều tỏ ra không chấp nhận. Có những người mạt sát vợ một cách thậm tệ, thậm chí có người đánh đập, xỉ vả, giường dẫy đến phải bỏ nhau. Bí mật cuối cùng, phụ nữ cần không gian riêng. Nếu một phụ nữ nói rằng cô ấy cần không gian riêng, điều đó không có nghĩa là cô ấy không muốn nhìn thấy bạn. Cô ấy chỉ muốn bạn hiểu rằng có những điều quan trọng cần làm và bạn cần phải hiểu được ý mà cô ấy nói. Roman Roland từng nói, hạnh phúc là ở biết được giới hạn của ai đó và yêu cái giới hạn đó. Khoảng cách và giới hạn giữa vợ và chồng thực ra chính là tình yêu và sự tôn trọng. Nhiều người nói rằng mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp là phải thân mật, không có kẽ hở, mà không biết rằng mối quan hệ tình cảm thiếu không gian riêng không phải là tình yêu và sự tôn trọng thực sự. Nó sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái hay thậm chí là ức chế. Và kết quả luôn là sự xa cách giữa vợ chồng với nhau. Hai, tướng ăn. Người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn thong thả, thể hiện cuộc đời an nhàn, không sân si hơn thiệt với đời. Cũng có người ăn nhanh nhưng gọn gàng sạch sẽ, không nhai ngùng ngoàm, ăn lấy ăn để, cũng là một tướng tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ hay yểu điệu quá mức. Đó là tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người nhỏ mọn hay ganh tị so đo. Khi ăn cũng tối kỵ những điều sau: ăn lúc trời sầm tối mà ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường, quan niệm người xưa cho rằng đó là cách ăn bóng không tốt. Khi ăn đừng nên nhìn quanh quẩn láo liên, đó là tướng khổ nghèo. 3. Tướng nói. Người có phúc tướng khi nói chuyện rất thoải mái, nói với ai thì mắt hướng về phía người đó, tay chân đặt để tự nhiên, không thừa thãi. Bạn trẻ hiện đại hay có thói quen nhíu trán, nhíu mày khi nói chuyện, đây là tướng không tốt, cần sửa đổi. Nói quá nhanh, nói bằng giọng mũi thều thào cũng nên bỏ. Nói mà không nhìn đối phương, nghĩa là có chuyện muốn che giấu hay không tôn trọng người khác. 4. Tướng ngồi. Tướng ngồi không yên với cái đầu chốc chốc, lại lắc qua lắc lại.